Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng phật tử của chúng con. Như pháp xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn cô Cẩm Vân đã thay mặt đầu tràng lễ bái tâm bảo và thọ trì quy giới. Như pháp cũng xin thay mặt đầu tràng kính cảm ơn cô Dạng Đông đã mở room và cho đạo tràng chính pháp của thượng tọa Pháp Tân tuần rồi. Và con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức vừa quan âm vào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời bàn tay quý vị có thể ôn bài tiểu bộ kinh tuần rồi thượng tọa Pháp Tân giảng hai bài và mỗi vị ôm một bài. Dạ, sao thú hàng tay cô Đặng Đông Tiên Văn. Dạ, mời cô tu nữ Tự Duyên, mời Nhung Phạm, mời Thanh Thủy, mời cô Cẩm Vân. Rồi còn sót ai không? Dạ, mời cô Nguyên Tịnh. Dạ, mời tất cả quý vị trong đạo tràng. Vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên ạ. Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ kính mời cô Đặng Đông Tiên Văn nha. Sa thú cô tu nữ Như Pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Con kính chào đạo tràng. Dạ, hôm nay con xin đọc ôm bài kinh Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vuốt Tá Cá, Kinh Phật Tự Thuyết, chương 4 Phẩm Mê Khí Giá, bài 5 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cô Sâm Bí, tại khu vườn Cô Xí Tá, lúc mấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy rầy. Bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay ta sống bị các tỷ kheo ni, vân vân quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào Cô Sâm Bí để khất thực. Khất thực ở Cô Sâm Bí xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết. Một mình không có người thứ hai ra đi. Bộ hành hướng đến Ba Lý Dây, Ba Lý Lây Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Ba Lý Lây Giá Cá. Tại đây, Thế Tôn sống ở Ba Lý Lây Giá Cá, khốn rừng rắc khí tá, dưới gốc cây xa lá, phát đá. Rồi một con voi bị các con voi, các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy rầy, ăn cỏ dưới đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị dẫn đục, khi lục hẳn hụt lặn xong lên khỏi nước, nó bị các con voi cái cọ sát thân hình, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ, ta bị các con voi cái vân vân, ta vì bị phiền quấy rầy nên khổ, không có thoải mãn, vậy ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Ba Lý Lây Giá Cá, tại khốn rừng rắc khí tá, ở gốc cây xa lá pháp đá, tại đấy con voi ấy, tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái dồi của
đem nước uống, đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau khởi lên: ta trước đây bị các tỷ kheo, tỷ kheo ni, vân vân quấy rầy, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo, vân vân, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy rầy. Vì không bị quấy rầy, ta sống an lạc, thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: trước đấy ta sống bị các con voi, vân vân, quấy rầy. Vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi, vân vân, quấy rầy. Ta ăn cỏ với đầu cỏ ngọn, với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị dẫn đục. Khi hụt lặn xong lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ xát thân hình. Ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh diễn ly của mình, với tâm của mình, biết được tâm của con voi ấy, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Bài 5. Đây là voi với voi. Với voi có ngà lớn, với tâm điều phục tâm, một mình vui thích rừng. Dạ thưa hết câu số 5. Kính mời cô Tuệ Duyên đọc tiếp câu số 6. Mô Bức Thầy Giá Nam Mô Tham Mai Sang Khác. Con lễ kính lễ Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý cô nữ cô Như Pháp và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và đi xin bài bạn tới đâu rồi, tới đâu hả Rạng Long? 42 hả? Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn tại Chế Đá, khu vườn ông Anathabindika. Bây giờ Đô La sống từng mặc y lượm từ đống rác, chỉ mang ba y, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hợp. Tinh cần tinh ta nói hạnh đầu, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn giả, Binh Đô Lắc Phà Ra Đò Chá, ngồi không xa bao nhiêu, ngồi già, lưng thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: không mắng không gia hại, chế ngự ở trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng. Chính lời chư Phật. Dạ, đã hết rồi phải không Rạng Đông? Dạ, cảm ơn Rạng Đông đã phát bài. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính cảm ơn cô Như Pháp và Ngọc Phạm cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Dạ, con xin phép được đọc kinh tiểu bộ, kinh Phật tự thuyết chương 4, Phẩm Mê Khi Giá, bài 5. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Cô Sampi tại khu vườn Gô Xí Tá,
Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỳ kheo ni, nam cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy dày, bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái, an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay ta đã sống bị các tỳ kheo ni vân vân quấy dày, vì quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn, vậy ta hãy sống một mình xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm bát đi vào Kosambi để khất thực. Khất thực ở Kosambi xong, sau buổi ăn, khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàn tọa của mình, cầm y bát, không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỳ kheo biết, một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng đến Pa Lý Lây Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Pa Lý Lây Giá Cá. Tại đây, Thế Tôn sống ở Pa Lý Dây Lắc Giá Cá, nhóm rừng Rắc Khí Tá, dưới gốc cây Sa La Thá Thát Đá. Rồi một con voi bị các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy dày, với đầu họ bị ăn cắt, cành cây bị gãy, uống nước bị vận độc. Khi hụp lặn trong sông lên khỏi nước, nó bị các con voi cái cọ sát thân hình, vì bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ: ta bị các con voi cái vân vân, ta bị phiền quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn, vậy ta hãy sống một mình xa rời khỏi đàn voi. Rồi voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Pa Lý Lây Giá Cá, tại khóm rừng Karit Rắc Ký Tá ở gốc cây Sa La Thát Đá. Tại đấy con voi ấy lại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ đó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư khởi lên ta chức phân quấy dày, không có thoải mái an ổn, nay ta sống không có bị các tỳ kheo, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy dày, vì không bị quấy dày ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau: trước đây ta sống bị các con voi quấy dày, vì bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn, nay ta sống không bị các con voi quấy dày, ta ăn cỏ với đầu ngọt không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị vận độc. Khi hụp lặn xong lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy dày nên sống an lạc thoải mái an ổn. Thế rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm điều phục tâm, một mình vui thích rừng. Dạ hết câu năm, con xin kính lành lễ thượng tọa Pháp Tăng lại con. Dạ con xin. Nam mô Bụt Thà Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con kính lành lễ Đức Phật, con kính lành lễ giáo pháp, con kính lành lễ Đức Tăng, con kính lành lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Pháp Đại Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô, phụ nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc bài: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quát Thí, tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Á Na Thá Viên Đí Ca. Lúc bấy giờ tôn giả của Pin Đô La Ba Ra ngồi không xa Thế Tôn như ngồi kia, già lưng thẳng, sống ở rừng đi khất thực đống rác, chỉ ít dục biết đủ, không ưa thích hội họp, tinh cần tinh tấn, nói hạnh đầu đà chú tâm vào tăng thượng tâm,
Thế Tôn thấy Tôn giả Đô La Pa Ra Đò Cha ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy này, gia hại chế tự trong giới bổn độ, trong ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. Hết câu ngâm. Nam mô Bụt Thầy nha. Xà thủ xà thủ. Dạ con tôi pháp thành kính nảy lễ hưởng pháp pháp tăng. Cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo trang. Cảm ơn Như Pháp mời Nhung Phạm hay là cô Nguyên Tịnh, vị nào có thể đưa bàn tay ông bài hay cho Như Pháp một tín hiệu. Như Pháp xin nhường mic ạ. Dạ sa thú cô Như Pháp ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Thằng Mài ạ. Nam mô Sang Khai á. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Thượng Tọa Minh Hạnh Tân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin cảm ơn cô Đặng Đông đã cho bài Kinh Tiểu Bộ Y Tý Vú Vú Ta Cá, Kinh Phật Tự Thuyết chương 4, Phẩm Mê Ghi Á, bài 5. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Cô Sam Bí tại khu vườn Hô Xí Tá. Lúc bấy giờ Thế Tôn sống bị các tỷ kheo ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, các vua, các đại thần của vua, các ngoại đạo, các đệ tử ngoại đạo quấy dày, bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay ta sống bị các tỷ kheo ni vân vân quấy dày, vì bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời đại chúng. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Cô Sam Bí để khất thực. Khất thực ở Cô Sam Bí xong, sau buổi ăn khi đi khất thực trở về, liền dọn dẹp sàng tọa của mình, cầm y bát không nói cho thị giả biết, không báo cho chúng tỷ kheo biết. Một mình không có người thứ hai ra đi, bộ hành hướng đến Pali Lây Giá Cá, tiếp tục bộ hành và đi đến Pali Lây Giá Cá. Tại đây, Thế Tôn sống ở Pali Lây Giá Cá, khóm rừng Rắc Khí Tá, dưới gốc cây xa lá, phá đá. Rồi một con voi bị các con voi cái, các con voi con, các con voi còn bú quấy dày, ăn cỏ với đầu ngọn bị cắt đứt, ăn các cành cây bị gãy, uống nước bị vẩn đục. Khi hụm lặt xong, lên khỏi nó bị các con voi cái cọ sát thân hình, vì bị quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Rồi con voi ấy suy nghĩ: ta bị các con voi cái, vân vân, ta bị phiền quấy dày nên khổ, không có thoải mái an ổn. Vậy ta hãy sống một mình, xa rời khỏi đàn voi. Rồi con voi ấy rời khỏi đàn voi, đi đến Pali Lấy Giá Cá, tại khóm rừng Rắc Khí Tí Tá, ở gốc cây xa lá phá đá. Tại đấy con voi ấy tại chỗ nào Thế Tôn ở, tại chỗ ấy nó dọn sạch cỏ với cái vòi của mình, đem nước uống đồ ăn để Thế Tôn dùng. Rồi Thế Tôn trong khi sống độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: ta trước đây bị các tỷ kheo ni vân vân quấy dày, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không có bị các tỷ kheo vân vân, không có bị các ngoại đạo, đệ tử các ngoại đạo quấy dày, vì không bị quấy dày, ta sống an lạc thoải mái. Còn con voi ấy cũng khởi lên suy nghĩ như sau:
Trước đây ta sống bị các con voi vân vân quấy rầy, vì bị quấy rầy nên khổ, không có thoải mái an ổn. Nay ta sống không bị các con voi vân vân quấy rầy, ta ăn cỏ với đầu ngọn không bị cắt đứt, ăn các cành cây không bị bẻ gãy, uống nước không bị vẩn đục. Khi hụm lặt xong lên khỏi nước, ta không bị các con voi cái cọ sát thân hình, ta không bị quấy rầy nên sống an lạc, thoải mái an ổn. Rồi Thế Tôn sau khi biết hạnh viễn ly của mình, với tâm của mình biết được tâm của con voi ấy, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: đây là voi với voi, với voi có ngà lớn, với tâm điều phục tâm, một mình vui thích rừng. Hết câu 5. Dạ, con xin kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sáng Kha Dạ. Dạ con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tân, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tệ Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu, dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính tri ân cô, con kính tri ân đạo tràng, dạ con xin phép đọc. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Quá Thí tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Bindu Lopparadwajak ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, sống ở rừng, đi khất thực mặc y lượm từ đống rác, chỉ mang ba y. Ít dục biết đủ viễn ly, không ưa thích hội họp, tinh cần tinh tấn, nói hạnh đầu đà, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy tôn giả Bindulapparadwajak ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng thẳng, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết rõ ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này: không mắng không gia hại, chế ngự trong giới bổn, tiết độ trong ăn uống, nằm ngồi chỉ một mình, chú tâm vào tăng thượng, chính lời chư Phật dạy. Dạ hết câu 6. Dạ con kính trân đạo tràng, dạ con kính thỉnh cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha. Dạ con kính tri ân cô Rạng Đông. Dạ, xa thủ, cảm ơn cô Nguyên Trình. Dạ, vào đầu giờ tới giờ thì phải ôn bài chứ. Sư rất là hoan hỷ khi quý vị trả bài, nên quý vị đừng có lo là trễ giờ nha. Cứ tiếp tục trả bài, dạ, sư rất là hoan hỷ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Như Pháp, kính chào đạo tràng. Xa thủ, quý cô tu nữ Tệ Viêm và quý cô đã hoan hỷ ôn bài. Dạ bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Tha Sa. Nam Mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, na nghiệp bướng bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trí rạnh rang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều.
Nghe chánh pháp như người được ngọc ngã, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thịnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Dạ con xin phép được đọc phần chánh kinh nè. Bài học ngày hôm nay, kinh Tiểu Vợ Itivuttaka, kinh Phật Tự Thuyết, chương 4, Phật Mê Hí Giá, bài 7 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sau Quá Thi tại Chê Tá Quá Ná, khu vườn ông Anna Tha Kinh Đi Cá. Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần, tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Thế Tôn thấy Tôn giả Sariputta ngồi không xa bao nhiêu, kiết già lưng thẳng, ít dục, biết đủ, viễn ly, không ưa hội họp, tinh cần, tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm. Rồi Thế Tôn sau khi biết ý nghĩa này, ngay lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. 7. Tâm tăng thượng, ẩn sĩ, không phóng dật tu tập, trên con đường cảnh trí, vì ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Tát Mô Bích Tha Giá. Và bạn chánh kinh đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Như pháp kính chúc trợ tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dân mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thầy Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 7 trong tiểu bộ kinh này. Và trước khi giảng thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ thực thành. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Api Qua Đề Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thiền nhân sư bị trí vẹn toàn. Soa Kha Tô Phá Gá Quá Ta Thâm Mô Thâm Măng Nam Ma Sa Mỹ. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện tiền vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Sawakasangho Sankhan Ma Mi. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh, hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam Mô Bích Tha Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là chúng ta học bài 7 La Mã. Phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc ở đây. Trong cái câu chuyện của được diễn ra ở tại Chetavana Sawathi. Lúc bấy giờ đó thì Tôn giả Sariputta, tức là ngồi không xa Đức Phật bao lâu, bao xa, không có xa nhiều, rồi lưng ngài thẳng, kiết già lưng thẳng. Ở đây được nói đến là ít dục, biết đủ, diễn ly, không ưa hội họp, tinh cần, tinh tấn, chú tâm vào tăng thượng tâm.
Ở trong cái bài kệ này đó thì chúng ta thấy rằng là nói rằng tăng thượng tâm ẩn sĩ phóng dật tu tập trên con đường chánh trí, vì ấy không sầu muộn, luôn luôn được an tịnh, thường nắm giữ chánh niệm. Trước nhiên á, trước tiên ta sẽ nói đến cái gọi là cái bậc ẩn sĩ. Bậc ẩn sĩ ở đây đó là trước nhất đó là người thích độc cư thiền định, thích ở một cái nơi vắng lặng. Cái nghĩa thứ hai của bậc ẩn sĩ nữa, tức là nội tâm được an tịnh. Nội tâm được an tịnh. Ngày xưa đó thì quý vị biết rằng cho đến ngày hôm nay, cái việc mà chúng ta hành trì giáo pháp đó, dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho biết đã nghe rõ. Chúng ta hành trì giáo pháp đó thì quý vị biết đó là để cái mục đích của cuối cùng của mình là đạt được cái sự an lạc, đạt được cái sự giải thoát. Cho nên bằng với cái phương pháp nào thì chư tăng ngày xưa đó, tức là thích sống một cái đời sống độc cư. Và điều đó nó vẫn còn có cái giá trị cho đến ngày hôm nay. Ngày nay do cái cuộc sống đó thì mình không lật làm được như vậy. Không có thể là ở một mình độc cư ở trong rừng, hay là mình cũng không thể sống ở trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta hoàn toàn là nó ít giao tiếp với lại các cái mối quan hệ ở ngoài. Chính vì á, chúng ta có những cái mối quan hệ giao tiếp như vậy thì nó có thể làm cho chúng ta bị bận rộn. Cho nên ở đây đó, trước tiên ta nói đến các bậc ẩn sĩ, tức là chỉ cho những cái bậc mà những cái vị mà thích đời sống độc cư, tức là mình ở một cái nơi thanh vắng. Mình không phải là ở trong rừng, nhưng mà ít ra đó là mình ở một cái nơi, thí dụ như cái cốc, cái am, cái nơi, cái phòng của mình cũng vậy. Tức là đời sống mình không có để bị rộn rịp, bị bận rộn về những cái mối liên hệ ở bên ngoài nhiều. Một trong những cái điều mà bà Mahapachakotami, tức là trong kinh Tăng Chi có nói đó là bà Mahapachakotami đó hỏi Đức Phật đó, là bạch Đức Thế Tôn, như thế nào được gọi là chánh pháp? Thì Đức Phật ngài mới nêu ra tám tiêu chí, tức là trong đó có thiểu dục, có tri túc, rồi là thích sống đời sống độc cư. Tám tiêu chí tất cả, nhưng mà trong đó có cái tiêu chí là thích một cái đời sống độc cư, hay gọi là thiểu dục tri túc. Thì ở đây chúng ta đọc cái đoạn kinh này đó, chúng ta mới thấy rằng Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta đọc đến kinh điển Pali đó cũng có nghĩa là chúng ta tìm đến cái hình ảnh xác thực nhất của Đức Phật, cũng như là các vị thánh của đệ tử của Đức Phật, để chúng ta thấy được hành trạng của các ngài, đời sống của các ngài, rồi chúng ta có thể noi theo, chúng ta có thể bắt chước theo, để từ đó chúng ta tìm được cái sự an lạc từ nội tâm, bởi vì chúng ta thực hành giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Cho nên ở đây đó, cái điều đầu tiên đó là thích cái đời sống độc cư.
sống được. Cái thứ hai nữa đó là quý vị biết rằng cái trong kinh cũng có nói đó, tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiện. Tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiện. Chúng ta nhiều khi chúng ta chọn một cái chỗ ở đó, ở đây chúng tôi nói một điều đó là khi cái nội tâm của mình chưa được vững vàng thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình một cái nơi ở. Cái nơi ở, cái nơi ở đó đó, để cho mình có được cái dễ dàng tập trung cái nội tâm của mình, chánh niệm hoặc là định tâm trong một đề mục nó một cách dễ dàng. Bởi vì nếu như chúng ta ở một cái nơi quyên náo rộn rịp đó, mắt chúng ta nhìn thấy cái cảnh, tai chúng ta nghe âm thanh, cái cảnh thinh, rồi là những cái điều, những cái giác quan chúng ta tiếp xúc với các trần cảnh rất là nhiều đó, cho nên chúng ta khó có cái sự chuyên chú ở trong đời sống nội tâm của mình hơn. Khi một người vững rồi đó thì mình ở đâu cũng được, mình ở đâu cũng được, mà không đến nỗi mà để cho cái tâm của mình bị tán loạn. Cái điều đó là ở đây đó nói là một bậc thượng sĩ, một bậc ẩn sĩ, tức là làm tăng thượng tâm, cái tâm mình tăng thượng. Tâm thượng ở đây đó là mình hiểu là cái vị đó có cái khả năng chứng thiền hoặc là đã thành tựu thiền rồi, thành tựu thiền định, tức là đã chứng thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vì đó đã chứng chứng thiền, cái đó được gọi là tăng thượng tâm. Mà trước cái tăng thượng tâm đó thì trước tiên chúng ta làm cái phiền não của mình nó dấy lên từ ở cái sự cái tâm phóng dật của mình. Bởi vì nếu nói theo di diệu pháp thì tâm si phóng dật và tâm si hoài nghi, thì cái tâm si hoài nghi đó là cái tác nhân để tạo ra cái ác nghiệp và có thể sanh ra khổ cảnh. Nhưng mà cái tâm si phóng dật á thì cũng là khởi lên cái, chính vì cái sự phóng dật đó làm cho cái tâm của mình không có an tịnh và khởi lên những cái dục niệm, khởi lên những cái sân hận, khởi lên cái hoài nghi, khởi lên những cái này cái kia từ ở những cái pháp bất thiện. Từ đó là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện rất là nhiều, tạo nên cái đời sống luân hồi khổ đau. Cho nên cái phóng dật á nó là trạng thái chao đảo nội tâm. Mình thấy đó, các cái bậc A-la-hán á thì các ngài mới thật sự là đoạn trừ được cái tâm phóng dật. Nhưng mà một người mà chu tu chứng thiền đó thì quý vị biết là nhờ năng lực của thiền, nhờ năng lực của thiền làm cho áp chế các cái tâm, làm cho cái tâm của mình nó có cái sự an định hơn, an tịnh hơn. Bởi vì trước khi chứng thiền thì ở trong cái giai đoạn thì quý vị biết rằng mặc dù là mình tu cũng bằng những cái tâm đại thiện thôi. Khi chứng thiền thì phải là những cái tâm thiện hiệp trí, tâm thiện hợp trí, chứ không phải nói là tâm thiện ly trí được. Cho nên là khi mà mình chứng thiền đó thì tùy theo cái năng lực của thiền, tùy theo cái thiền chứng của một cái vị hành giả. Nhưng mà điều trước mắt đó là cái tâm của một cái vị hành giả làm cho cái tâm nó không có bị phóng dật nữa. Phóng dật nó là trạng thái chao đảo từ nội tâm. Tức là chúng ta ngồi ở đây, chúng ta ngồi thiền đây, nhưng mà chúng ta nhớ cái này hoặc là nhớ cái kia đó, hoặc là thậm chí có những cái cảnh mà chưa tới, chưa có diễn ra mà chúng ta cũng suy diễn được. Rồi cái cảnh đã qua nó đã lâu rồi, hoặc là mới diễn, vừa diễn ra, hoặc là đang diễn ra, thì mình lại nghĩ tới những cái cảnh đó. Thì những cái cảnh đó nó làm cho cái tâm của mình, tức là cái tâm của mình do phóng dật, tức là nó chao đảo, nó cứ liên tục. Và trong kinh ví dụ nó giống như là một cái đống tro tàn. Cái đống tro tàn, khi chúng ta quăng một vật thể gì vô cái đống tro tàn đó thì có lẽ là đống tro tàn nó sẽ tung tóe ra. Thì cái trạng thái tâm phóng dật là cũng như vậy đó. Cái trạng thái tâm phóng dật cũng như vậy đó. Tức là khi mà
cái tâm nó không được định tĩnh thì nó sẽ phóng nơi này, nó sẽ dính mắc ở nơi này hoặc nó dính mắc ở nơi kia, thì từ đó cái phiền não dục tham nó có thể sanh khởi lên, rồi cái phiền não sân hận nó cũng có thể sanh khởi lên, bắt nguồn từ ở cái gì đó là tâm phóng dật. Cho nên thường đó quý vị thấy rằng là cái đời sống tu hành của một cái người tu của mình, mình cũng khoan nói đến cái việc mà các bậc thánh đi, mà mình nói rằng cái vai trò, cái việc mà tu hành của mình hàng ngày, nếu mà mình để cho cái tâm của mình nó cứ phan duyên theo trần cảnh, phóng túng phan duyên theo trần cảnh, thì rõ ràng cái nội tâm rất là bất an. Nội tâm rất là bất an. Cho nên là bằng mọi cách, thí dụ như bây giờ nè, chúng ta ngồi thiền đi, hay hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta có chánh niệm tỉnh giác. Tức là mỗi bước đi chúng ta đi, chúng ta biết chúng ta đi, chúng ta ghi nhận như vậy, đừng để cho cái tâm của mình nó phan duyên theo trần cảnh, và mình tập chú cái tâm định niệm của mình vào, cái tâm niệm định vào ở trong một cái đề mục đó, và chánh niệm tức là cái sự ghi nhận những cái gì đang diễn ra. Như vậy thì ở đây đó quý vị thấy rằng khi mà mình có theo dõi cái đề mục mà mình tập chú vào trong đó, ví dụ nói trong cái thiền định chẳng hạn, tức là mình chọn lựa cho mình một cái đề mục, mình ngồi một tiếng đồng hồ. Ở đây chúng tôi đang nói ở trên phương diện chỉ, cái trọng tâm của thiền chỉ là định tâm trên một đề mục thôi, tập chú trên một đề mục. Thì mình ngồi một tiếng đồng hồ đi, mình ngồi một tiếng đồng hồ, nhưng cái tâm của mình nó an định được bao nhiêu thời gian? Để an định, chúng ta nhìn lại cái tâm của mình được an định bao nhiêu thời gian. Nhưng mà dù là 10 phút, 20 phút trong một giờ đồng hồ mình được an định, thì chúng tôi nghĩ rằng mình vẫn có được cái sự an lạc. Mình nhìn lại cái tâm mình cũng thấy được có cái sự an lạc. Nhưng mà tâm mà nó khoan duyên theo trần cảnh thì quý vị biết rằng nó có những sự bồn chồn, nó có những sự lo âu, có những sự rạo rực ở trong lòng của mình, bắt theo các cái do tâm hướng đến cảnh, tâm hướng đến cảnh bằng với cái cảnh phóng mà làm cho cái tâm mình phóng dật, thì mình không có định tĩnh được, hay là mình không có cái chánh niệm ở trong cái đề mục được đó, thì cái tâm của mình nó rất là bất an, bất an. Cho nên ngày xưa chúng ta thấy rằng phần lớn, cho đến ngày nay cũng vậy, phần lớn ngày xưa các vị đó là thích sống một cái nơi mà đời sống ngày xưa rất là đơn giản, mà nó là rất là đơn giản, mà các ngài là du phương đây đó, du phương đây đó. Ngày nay trong cái hoàn cảnh sống đó, thì chúng ta không làm được như vậy, không được vậy. Điều kiện người ta không cho mình ở rài đây mai đó được, không phải rài đây mai đó được. Rồi có nhiều thứ hạn chế, có nhiều cái thứ ràng buộc mà chúng ta không thể làm được. Và do vậy đó thì khi mà mình nói đến để cho cái tâm được an tịnh, thì trước tiên nên là mình phải định tâm trên một cái đề mục. Định tâm trên cái đề mục. Quý vị biết rằng là trước khi mà mình đạt được cái gọi là cái thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì mình phải đi qua cái giai đoạn của cái tâm thật sự là tương đối có cái sự an tịnh, đó là cận định, tức là Upacara Samadhi. Tức là cái định đó là chúng ta cũng phải quân tập, tôi luyện rất là nhiều. Ví dụ như là quý vị trụ tâm lấy một cái đề mục gì đó, đề mục đất hay là đề mục nước hay đề mục gì đó, thì chúng tôi nghĩ là cái đề mục gì mà mình thấy dễ dàng để mà mình hành trì, để mình tập chú cái tâm của mình nhìn vào đó, tức là con mắt mình nhìn vào đó, nhưng mà tâm của mình là hướng vào đó, tập chú vào trong đó, không để tâm bị tán loạn, thì mới có đến một lúc nào đó. Thì trong thanh tịnh đạo nói đó, ngài Bố Tháp Cô Sáng ngài nói đó, là nó có những hiện tướng, có những cái quang tướng,
Tức là khi mà mình nhắm mắt lại thì những cái điều, những cái hình ảnh mà chúng ta đang tập chú thường xuyên đó, nó cũng tỏa sáng ra những cái hào quang, hay là tỏa sáng ra những cái tự động nó tỏa sáng ra tự động chúng ta, do có cái sự định tâm ở trong đó, thì đó là những cái quang tướng, những cái tịnh tướng bắt đầu là nó xuất hiện. Rồi lúc bấy giờ đó thì cái tâm của mình mới thật sự là đạt được cái trạng thái gọi là cận định. Cận định ở đây đó là tâm nó cũng mới chập chởn thôi, nó chập chởn định thôi, chập chởn định, nó định một thời gian cái bắt đầu là nó bị tán loạn, nó bị khoan dương theo trần cảnh, rồi bắt đầu là nó cũng chưa vững, nhưng mà nó đã có cái khả năng là đã định hơn là bình thường rồi, đã định hơn bình thường rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng khi mà mình nói rằng năm triền cái đó, năm triền cái tức là tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và hôn thủy cái, tức là năm triền cái. Chữ cái ở đây đó là cái chữ Nikvarana, tức là những cái pháp mà che ngăn nội tâm của mình, nó làm cản trở nội tâm của mình không thể minh định, không thể sáng suốt, từ ở năm cái triền cái đó, tức là tham dục cái, tức là cái che ngăn của cái sự tâm bị phóng dật ở trong các ngay ngục, trong năm dục sắc thân hương vị xúc bị che ngăn. Cho nên cái tham dục cái là như vậy, do cái sự đeo níu theo, bám dính theo các cái trần cảnh, đặc biệt là sắc thân hương vị xúc, đó là tham dục cái, nó làm cho tâm của mình không có thể an tĩnh được, an định được. Và chính vì vậy cho nên là nó có sự bất an. Thứ hai nữa đó là cái dục, cái pháp che ngăn thứ hai nữa đó là sân độc cái, tức là cái trạng thái mà chúng ta nóng giận, bực bội, khó chịu đó. Chúng ta không phải đợi tới cái người này làm cho mình giận lên là sân hận không, nhưng mà chúng ta không có hài lòng với một cái gì đó, cái hoàn cảnh sống trong xung quanh chúng ta, thì cái đó nó cũng là sân độc cái, nó sẽ là khởi lên rồi, nó đã khởi lên rồi. Cho nên cái người tu của mình là mình nhìn cái tâm của mình, biết coi cái tâm của mình ra sao, mình nhìn vậy, mình biết cái tâm của mình. Nhưng mà cái phương pháp của thiền định là trụ tâm trên đề mục để giữ dán tâm mình vào trong đề mục, để không cho các cái triền cái sanh khởi, áp chế. Khi mà chứng thiền thì thiền nó sẽ chi thiền nó sẽ áp chế các cái triền cái. Một tí chúng tôi sẽ nói về cái chi thiền rồi quý vị thấy áp chế các cái triền cái. Thì cái sân độc cái nó khởi lên là mình không hài lòng, bực bội. Thí dụ giờ bây giờ cái cảnh cái chỗ mà mình ngồi thiền nó nóng nực quá đi, hoặc nó lạnh quá mình chịu nổi, mình khó chịu về thể xác thôi, nhưng mà rồi là cái tâm của mình nó cũng bất an, khó chịu về cái môi trường lạnh đó, hay hoặc là mình khó chịu bởi vì cái tê nhất gì đó. Ở đây chúng tôi đang nói trên phương diện thiền chỉ, thiền định, trên phương diện định trọng tâm của thiền định là trụ tâm trên đề mục, hay là tập chú trong một đề mục. Còn trên phương diện thiền quán thì đó là phải là nhờ chánh niệm. Chánh niệm, chánh niệm tức là cái sự ghi nhận, biết rõ những cái đang diễn ra thuộc thân và tâm mình. Chánh niệm là như vậy. Rồi lâu ngày chày tháng thì chánh niệm tỉnh giác nó được phát triển mạnh thì tuệ nó mới sanh khởi lên. Thì bây giờ chúng tôi xin nói như thế này, cái triền cái thứ hai đó là sân độc cái, nó cũng là pháp che ngăn. Mình bực bội lên, mình khó chịu lên, che ngăn cái tâm mình. Và cái triền cái thứ ba nữa đó là trạo cử. Trạo cử là sao? Nó cũng là vừa trong cái trái của gần như là phóng dật, nhưng mà nó trạng thái chao động, trạng thái bồn chồn, nó trạng thái lo âu,
cái tạo cử là như vậy. Có những chuyện mà chúng ta ham thích, có những chuyện chúng ta ham thích, ham thích một cái gì đó mà tâm của chúng ta bất an. Có một những chuyện mà chúng ta không hài lòng với một cảnh gì đó thì tâm của chúng ta cũng bất an. Bất an, đó là trạng thái của trạo cử. Trạo cử. Như vậy thì cái trạo cử là pháp thứ ba để là che ngăn nội tâm nữa rồi. Che ngăn nội tâm nữa mà. Rồi cái trạo cử thứ tư đó là đang nói đến cái nghi hoặc, cái nghi hoặc. Tức là thí dụ như bây giờ mình hành thiền đi. Mình hành thiền. Nhưng mà rồi đó là mình phân vân, không biết là mình hành như vậy có đúng hay không, không biết. Có những cái nghi để nó mở mang cái trí của mình, nhưng mà có những cái nghi là mình không có quyết định cho một cái gì hết. Tức là mình không có quyết đoán cho một cái gì hết. Nó là trạng thái phân vân lưỡng lự. Cho nên là ngay cả cái việc mà mình phân vân lưỡng lự trong cái pháp mình hành, cái trạng thái từ nội tâm của mình hành thì nó cũng là cái trở ngại của mình rồi. Nó cũng là cái sự trở ngại của mình rồi. Cho nên là mình không thể quyết, không thể quyết. Thì cái trạng thái nghi này đó, thì nó giống như là một cái người mà chúng ta đi qua ngã ba đường đó, chúng ta cũng không biết là đi ngã nào. Chúng ta cứ đứng lần dần đó hoài. Chúng ta không biết là đi bên ngã bên trái hay đi ngã bên phải, hay là đi đường thẳng, chúng ta cũng không biết được. Cho nên nó cứ làm cho chúng ta cứ phân vân lưỡng lự. Chúng ta không có quyết đoán cho một cái việc gì ấy. Thì đó cũng là cái sự trở ngại cho cái đời sống tu hành, đặc biệt là đối với một cái người thiền tập. Thiền tập. Và cái trở ngại cuối cùng, tức là tham dục. Tham dục cái. Tham dục cái tức là cái tâm của mình hướng đến năm cái trần cảnh. Nhớ là mắt thấy nè, cái cảnh đó chúng ta thấy nó lâu rồi, tự nhiên bây giờ chúng ta tràn lại. Hay là có những cảnh mới đây cũng vậy, nó tràn lại. Thậm chí có những cảnh chưa tới nữa mà chúng ta cũng diễn tưởng, chúng ta cũng nghĩ lại những cái điều, nghĩ những cái điều đó, nghĩ tưởng đến những điều đó. Thì đó là tham dục cái. Về sắc, rồi âm thanh, thinh, âm thanh nghe, âm thanh, âm thanh xa, âm thanh gần, âm thanh từ lâu rồi, hoặc là âm thanh đang diễn ra, đang diễn ra. Quý vị thử ngồi thiền đi. Cái tâm của mình ngồi thiền, tự nhiên là mình bình thường thì do các cái cảnh vật, cái tâm mình nó khoan nhiên theo trần cảnh thì mình ít có khi nào mình thấy được cái động tĩnh, cái tiếng động tù, mặc dù là rất là nhỏ, rất là xa, rất là vi tế, nhưng mà chúng ta không thấy đâu, không nghe đâu. Nhưng mà thử chúng ta có một cái sự gom tâm tịnh trên trước chứ, thì bây giờ đó là cái động đó, cái tiếng động nó từ một chút khởi lên thôi, thì nó cũng là để cho chúng ta chú ý nữa. Nhưng mà cái tâm mình á, tại cái tâm mình phan duyên theo trần cảnh mà, cho nên là nó có thể là cái cảnh đó làm chúng ta thích thú. Từ tiếng mắt thấy, từ cái tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, và thậm chí ý suy nghĩ luôn, tâm mình suy nghĩ luôn. Mình suy nghĩ tự nhiên mình nhớ lại cái cảnh nó đã qua rồi, thì nó làm cho cái tâm của mình nó bám theo các cái trần dục, theo cái dục trần ấy, theo cái dục trần ấy. Như vậy thì cái đó là cái sự bất an. Bây giờ chúng tôi xin nói đến là năm thiền chi nó sẽ đối lập lại, hay là nó sẽ đối trị lại với năm triền cái. Năm thiền chi nãy chúng ta nghe là năm triền cái, đó là tham dục cái, sân độc cái, trào hồi cái, hoài nghi cái, hôn thủy cái đó. Cái trạng thái cuối cùng đó, là cái trạng thái mà chúng ta nói đến hôn thủy, tức là trạng thái mệt mỏi. Bây giờ nè, quý vị mà tâm của mình mà mình một cái trạng thái tâm đó là mình bình tĩnh như thế này, thì tâm mình nó phan duyên theo trần cảnh.
phan di thay trần cảnh. Cái phóng vật á, cái phóng vật nó là trạng thái phan nhiên theo trần cảnh, nhưng mà khi mà mình có một cái sự định tĩnh thì mình bám sát vô đề mục, mình bám sát vô đề mục. Nhưng mà một trạng thái thứ ba nữa đó là trạng thái mà mình rơi vào cái trạng thái mà hôn trầm thị miên ấy, thì chúng ta không có minh tịnh, không có minh định được cái đề mục của mình, tức là mình không có theo dõi được cái đề mục của mình, mà bây giờ nó rơi vào cái trạng thái hôn trầm và thị miên, mình ngồi mình buồn ngủ, mình không có theo dõi được cái đề mục, nó không phải là tốt, nó cũng là cái sự trở ngại chứ. Cho nên là khi mà tâm của mình nó, khi mà thân của mình, tâm của mình nó làm biến suy nghĩ, làm biến hướng đến cái đề mục, và cái thân của mình nó trạng thái giả dự, mệt mỏi và buồn ngủ đó, thì nó làm cho mình không thể minh định được cái đề mục mà mình đang theo dõi, nó là trở ngại nữa. Thì cái năm triền cái là như vậy đó. Thì bây giờ á, khi nói đến năm triền cái thì phải có năm cái chi thiền để đối trị. Trong kinh á, mô tả đó là cái triền, cái chi thiền, tức là chúng ta nói là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Thì cái chi tầm á, cái chi tầm á, nó có cái khả năng để áp chế các cái triền cái, đặc biệt là trạng thái hôn trầm. Chi tầm chúng ta nghe đọc ở trong chánh kinh á, nghe trong chánh kinh thì vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Có tầm, có tứ. Đó là ta đang nói đến cái vị mà sơ thiền, nhị thiền đó. Sơ thiền đó. Thì nói như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái vị chỉ theo ly dục, ly ác, bất thiện pháp. Từ cái tâm của mình nó từ bỏ những cái suy nghĩ và tâm hướng bất ác, bất thiện pháp đó, và tham, dục, sân, độc gì đó. Ly ác, bất thiện pháp. Chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, tức hỷ lạc ở đây đang nói hỷ lạc ở trong thiền đó. Hỷ lạc, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Cái tâm của mình phải ly dục thì nó mới có thể là sinh khởi lên những cái chi thiền như vậy. Và sơ thiền, chi tầm á, nó có cái khả năng để áp chế cái triền cái hôn trầm. Chi tứ thì nó có cái khả năng để, chi tứ là gì? Chi tầm á, là hướng đến cái đề mục một cách sâu sát. Nhưng mà chi tứ nó là một trạng thái bám sát vào ở trong cái đề mục. Chi tứ nó có cái khả năng đối trị được cái gọi là hoài nghi cái. Hoài nghi cái. Rồi chi hỷ đó thì có khả năng để đối trị lại cái sân độc cái. Chi lạc thì có cái khả năng để đối trị lợi với lại cái trạo hối cá. Và chi định thì có cái khả năng để đối trị lợi với cái tham dục cái. Tham dục cái. Như vậy thì chúng ta thấy là nói là năm chi thiền thì chúng ta đang nói đến năm cái loại triền cái, là năm cái pháp để nó đối lập lại. Và năm chi thiền sanh khởi lên thì tự động nó loại bỏ. Nó loại bỏ ở đây đó, mặc dù là chúng ta nghe là giữa thiền chỉ và thiền định và thiền quán ấy, thì cái thiền quán, thiền chỉ ấy, nó cũng chỉ là năng lượng của sự áp chế tạm thời. Năng lượng của sự áp chế tạm thời. Nhưng mà rồi đó, thì quý vị biết không, ngay cả cái việc mà mình tu mà đắc tuệ, tu thiền quán cũng vậy, cũng cần phải có cái định tâm ở trong. Định và tuệ phải đi đâu. Mặc dù lúc bấy giờ cái người tu tập thiền quán ấy, thì phải có niệm và tuệ, nhưng mà trong đó phải có định. Trong đó phải có định. Cho nên chúng ta thấy ở trong bát chánh đạo đó, chúng ta thấy ở trong bát chánh đạo đó, ở trong bát chánh đạo đó thì chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó thuộc về phần định học. Nó thuộc phần định học. Chánh tinh tấn,
chánh niệm và chánh định thuộc về phần định học, định học. Còn chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó thuộc phần giới học. Nhưng mà chánh kiến và chánh tư duy nó thuộc về phần tuệ. Chúng ta thấy như vậy. Như vậy thì ở đây là khi một người mà định tâm á, thì lúc bấy giờ nó sẽ áp chế các cái triền cái đó, sân độc cái, trạo hối cái, rồi hoài nghi cái, hôn thủy cái, rồi tham dục cái. Nó lần lượt như vậy, nó sẽ đối trị. Và khi nó đối trị rồi thì không còn có những cái chi thiền đó nữa. Thí dụ như chúng ta đó là thiền bần, thiền từng vượt bậc. Vượt bậc là chúng ta bỏ bậc đó, bỏ bậc. Thí dụ như là bây giờ mình nói là chứng sơ thiền thì có tầm có tứ. Khi mà tầm tứ sanh khởi lên á, thì nó đối trị được cái gì? Hôn trầm và hoài nghi đi. Nó đối trị được hôn trầm và hoài nghi thì cái chi thiền đó, đó nó sẽ không còn nữa. Nó sẽ vượt lên, thì bây giờ đạt đến cái trạng thái của nhị thiền thì lần lượt, giống như chúng tôi nói nè, có những pháp đối lập thì có những pháp đối, có pháp ngăn che thì có pháp đối lập. Mà khi đã dứt được những cái pháp đối lập, có pháp, dứt được cái pháp ngăn che thì không còn cần có cái pháp đối lập nữa. Ý chúng tôi muốn nói là như vậy. Cho nên cái chi thiền nó sẽ vượt qua rồi nó bỏ bớt, và cuối cùng chỉ còn xả và định. Chỉ còn xả và định. Thì ở đây đó đang nói đến cái người mà đắc được cái gọi là tăng thượng tâm á, là cái người chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà trước tiên đó là cái trạng thái phóng dật nó được tu tập, được trau dồi. Mà ở đây chúng ta nói đến các cái bậc thánh, tức là bậc A-la-hán á, hay là ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, cụ thể là ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì ngài á, là vừa đắc định và vừa đắc tuệ. Tức là về thiền định á, về thiền á, thì ngài đã chứng các cái tầng thiền, chứng các cái tầng thiền. Nhưng mà về tuệ quán á, về tuệ để mà ngài chứng á, thì ngài đã chứng thành tựu được quả vị A-la-hán. Đó là như vậy. Thì ở đây đó, cái phóng dật được do cái sự tu tập, cho nên phóng dật được tiêu trừ. Và cái con đường mà đưa đến cái chánh trí, tức là đạt đến cái chánh trí giải thoát đó, chánh trí giải thoát của một cái vị đó, thì bây giờ đó là ở đây chúng ta đang nói đến các cái bậc mà, mặc dù là nói đến cái chánh trí giải thoát, thì mình nói con đường đưa đến chánh trí giải thoát thì là chỉ cho các cái bậc thánh mà mình hiểu ở đây như là bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm. Nhưng mà đạt đến hoàn toàn cái con đường mà gọi là chánh trí giải thoát đó, thì ở đó được nói đến cái quả vị A-la-hán và quả vị A-la-hán. Như vậy thì cái điều đó, khi mà tâm được dứt trừ những cái sự bằng với cái năng lực của thiền, thiền định, bằng với cái năng lực của tuệ quán, thì vị ấy sẽ đoạn tận những cái pháp chướng ngại, cái pháp chướng ngại mà bắt nguồn từ ở gì, sầu muộn, rồi phóng dật, rồi là cái tâm đạt được cái sự an, đặc biệt là cái đạt được cái thường xuyên đời sống nó thường xuyên, tức là giống như một người mà đạt được cái gì, đạt được cái sự giữ được cái đời sống chánh niệm một cách thường xuyên mạnh mẽ như vậy. Chúng ta đó đang tu hành á, đang tu tập đó, có nghĩa là chúng ta đang tập, có nghĩa là chúng ta đang tập, thì có lúc đó, có khi đó thì chúng ta được chánh niệm, có cái niệm tốt, chánh niệm tốt, nhưng mà có lúc đó, thì chúng ta cũng bị thất niệm. Và cái điều đó đó chúng ta cũng phải làm đi làm lại hoài, cho đến lúc nào đó thì cái chánh niệm chúng ta đủ vững mạnh á, thì nó mới có đủ sức để tuệ phát sanh, để đoạn trừ phiền não, để đoạn trừ phiền não. Khi mà mình nói đến cái đời sống độc cư của các vị thánh ngày xưa đó, thì đó là cái hình ảnh mà mình biết ở đây, đó là cái chỗ để cho chúng ta nương tựa, để cái hình ảnh đó, để chúng ta thấy rằng là cái việc mà
đạt được cái an lạc giải thoát từ nội tâm đó, thì phải là cái sự tôi luyện rất là nhiều với nhiều cái công phu, chứ cũng không phải là một thời gian ngắn nào đâu, mà mình cũng phải tôi luyện hoài vậy. Giống như là các cái thiện pháp ở trong tâm của mình, mình cần phải trau dồi hoài. Chúng ta thấy rằng là chúng ta chỉ cần một cái khởi niệm bất thiện khởi lên thôi, thì hàng loạt tâm bất thiện nó khởi ra, nó sanh khởi lên là như vậy. Nhưng mà chúng ta có nhờ cái niệm khởi niệm thiện đó, chúng ta khởi lên đó, thì cái tâm thiện đó nó có thể lớn được lớn mạnh. Và bây giờ đó là nó áp chế các cái niệm bất thiện, nó không thể sanh khởi lên được. Giống như trong kinh rằng là gì hả, mà minh sanh thì vô minh diệt, ánh sáng xuất hiện thì bóng tối sẽ tiêu dật. Nhưng mà ngược lại, chúng ta để cho bóng tối nó xuất hiện thì ánh sáng sẽ bị giảm dần đi, sẽ bị mất dần đi. Thì cái người tu của mình là sao? Chúng ta học cái hạnh của bậc thánh. Ví dụ như điển hình như hôm nay đó, chúng ta học cái hạnh của ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì nói đến cái bậc ẩn sĩ, tức là chỉ cho các bậc mà đạo cao đức trọng, tức là chỉ cho các cái bậc thánh, hay là những cái bậc mà thích đời sống độc cư. Độc cư trong cái nghĩa hai nghĩa, ẩn sĩ tức là chỉ cho độc cư trong hai nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là mình phải tâm mình phải hoan hỷ ở trong cái nơi thanh vắng. Cái thứ hai nữa, độc cư ở đây đó là tức là cái nội tâm thật sự có được cái sự an tịnh. Nhờ cái gì? Nhờ cái đời sống có chánh niệm, nhờ đời sống có định tâm, có định tâm. Sự thật ra đó, khi mà mình chứng thiện, hay nói cách khác tức là mình chứng đạo quả đó. Nếu không chứng thiền thì không chứng đạo quả, thì mình chứng không chứng đạo quả thì mình chứng thiền đó. Thì buộc là ở trong ngũ quyền của mình nó phải được đầy đủ, nó phải được song hành. Nó song hành ở đây đó là mình nói là ngũ quyền nó phải cân đối với nhau, chứ nó không thể nào thiếu. Ngũ quyền ở đây tức là tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Tín, tấn, niệm, định, tuệ phải được đầy đủ, chứ không phải là cái này nó hơn cái kia, và cũng không thể cái này kém hơn cái kia. Mà trong năm cái đó, năm pháp này không thể thiếu một, mà nó phải đầy đủ năm quyền, đầy đủ năm quyền. Và năm quyền này đó nó phải lớn mạnh đồng đều với nhau thì mới có cái khả năng đưa đến cái việc mà mình chứng thiền hay chứng đắc được đạo quả, chứng đắc được đạo quả. Cho nên á, chúng ta hiểu một điều đó là cái mà làm cho ta bất an khổ lụy ở trong đời sống hiện tại này nè, bắt nguồn từ ở phiền não mà ra. Mà trước tiên đó là do cái tâm không tu tập của mình, mà cái tâm phóng dật đó, cái sự tu tập của mình không có đó. Cho nên cái phóng dật này, cái tâm phóng dật nó là trạng thái chao đảo từ nội tâm đó. Cho nên là tham sân si tà kiến hoài nghi ngã mạn nó sanh khởi lên rất là nhiều, sanh khởi lên rất là nhiều. Nhưng mà cái người tu của mình là làm sao để dẹp đi cái sự phóng dật, cái tâm phóng dật đó, để chi cái phiền não nó không có dấy lên nè. Phiền não nó không có dấy lên nè. Thì cái người của mình mà khi mà phiền não nó được tạm thời vắng lặng đi, chúng tôi nói ở đây là tạm thời vắng lặng, là nhờ năng lực của thiền, thì ít ra đó là mình có được cái sự an vui rồi. Nhưng mà cái người mà đạt được cận định là một cái trạng thái bắt đầu chuẩn bị cho đạt được cái kiên cố định. Tức là cận định là trạng thái định mà nó chưa được vững. Nó giống như là một đứa trẻ mà mới biết đi vậy đó. Mẹ
thả xuống rồi tay vịnh vịnh buông, vừa buông ra thì cái đứa trẻ nó bước dài ba bước, nó té cái ịch xuống vậy đó, rồi mẹ đỡ lên rồi buông ra đó, thì nó bước dài ba bước té cái ịch, thì cái định mà gọi là cận định đó, nó giống như cái trạng thái định nó còn non nớt, định nó còn yếu đuối chưa được vững, nhưng mà cái định mà nhờ cái định mà cận định đó, đó thì nó mới đến appama samathi, tức là cái kiên cố định, tức là cái trạng thái mà đắc định được gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cái định đó thì gọi là định kiên cố. Cái định này thì nó khó có bị thất bại, hay là khó có bị mà ngã gục. Chính là nhờ cái gì? Cái năng lực của thiền, các cái chi thiền sanh khởi lên để nó áp chế, nó áp chế các cái triền cài. Từ đó đó thì cái vị đó mới có cái tuệ quán. Vị đó mới có cái tuệ quán. Cái tuệ quán đó, ở đây chúng ta thấy cái câu mà gọi là trên con đường đạt được chánh trí, trên con đường đạt đến chánh trí, tức để đạt được cái tuệ quán thì vị hành giả đó cần phải nỗ lực công phu rất là nhiều. Vậy từ cái tuệ quán nó sanh khởi lên, tức là cái tuệ do định đã có, thì tuệ quán nó chuyển qua cái tuệ quán để rồi đoạn trừ cái phiền não, chứng đắc được cái đạo quả giải thoát đó. Thì điều đó nó đòi hỏi là phải trải qua rất là nhiều cái công phu tu tập của một vị hành giả. Nhưng mà chúng tôi muốn nói một điều đó là ở đây đó, là khi mà mình nội tâm mình có được sự an tịnh thì giữa cuộc đời này mình có được sự an vui. Nhờ mình thông lý, quán lý về cuộc đời này qua lời dạy của Đức Phật, quán về vô thường, quán về sự khổ, quán về bất tịnh, quán về vô ngã, những cái quán đó, chúng ta có dấp phải cuộc đời thì chúng ta cũng được an vui hơn nhờ chúng ta có cái sự si quán ở trong lời dạy của Phật. Cái thứ hai là mình có thực tập bằng cái sự trải nghiệm của chính mình qua phương pháp thiền, qua phương pháp thiền, thì mình phải tự đặt hỏi lại cái câu hỏi cho mình. Mình có thích cái đời sống độc cư hay là thích cái sự ràng buộc? Và giữa cái này và cái kia đó, mà chúng ta không có quyết đoán cho một cái gì đó thì dĩ nhiên là chúng ta khó thành tựu rồi. Và chúng ta có những cái sự xáo trộn trong cuộc sống. Và hả, có sự xáo trộn trong cuộc sống thì cái sự bất an nó diễn ra trong đời sống này nó rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên là mình đọc lại hình ảnh của các vị thánh cũng như là các vị ẩn sĩ ngày xưa đó, thì các vị sống ở đâu cũng vậy. Chúng ta thường là nói rằng mình được cái này, được cái kia thì mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng sự thật ra là cái hạnh phúc mà mình có được là do những cái thứ đó mang lại cho mình. Còn cái người mà có cái sự thiền tập đó, trao dồi cái thiền tập, thì cái sự an lạc từ nội tâm của họ, thì cái an lạc mà từ nội tâm đó, thì cái an lạc đó nó vững chãi hơn và thực thụ hơn là của mình, chứ không phải điều gì khác mang lại cho mình, mà của mình, tự mình. Nó có cái sự an lạc từ bắt nguồn từ ở cái nội tâm mình có cái sự an tịnh là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái bài học hôm nay, để rồi chúng ta rút ra cái suy gẫm ở trong cuộc sống, rồi mình chọn cho mình, mình chọn cho mình một cái đời sống làm sao để mình được an tịnh từ nội tâm. Chúng ta có làm gì làm thì cũng là để hướng đến cái đời sống đạo hạnh của mình thôi, là như vậy. Dù chúng ta là ở trong cái vai trò của một người cư sĩ, hay là chúng ta là một cái vai trò của một cái vị xuất gia cũng vậy. Tức là mình làm sao hướng cái nội tâm mình có được cái sự an tịnh, thì chúng tôi nghĩ điều đó rất là tốt, rất là tốt cho chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân.
Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho room chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappabhuta anupavena sada sathe bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappadhamma anupavena sada sathe bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappasangha anupavena sada sathe bhavantu te. Tất cả hạnh phúc ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho hoa của tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học Pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đề quá ta xâm ti quý hà ra qua sĩ ni thu pê gá rê bồ thi gá rê tà hình tà hình. Ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca